Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị. Sáng mấy anh em chuẩn bị đi thăm mấy cái rập chuột nha bạn. Rập chuột mình đặt hồi chiều hôm qua. Thì có mồi khoai lang. Mấy anh em lấy mồi khoai lang đi đặt nha bạn. Khoai lang với ốc. Khoai lang với ốc hai thứ. Bữa hổm mấy anh em đi lượm khoai lang về. Hôm nay còn nữa bạn. Lấy ra mấy củ nhỏ đi, trẻ trẻ ra mấy anh em đi đặt. 10 ngày nó chưa là cho không biết mấy anh chuột ở đây nó chịu ăn khoai lang không nè. Khoai mì nó cũng có ăn á, nó gai nó cũng khoai lang hả. Rồi trong này hai cái nha các bạn. Mùi chia. Rồi chỗ này nguyên đầy luôn nè. Rồi, cắt vớt. Cũng lỏng một cái. Cái nguyên bài bắt hết rồi còn gì? Đường mòn con mới chết hả? Cái hang nằm đây luôn nè. Đưa ra ốc luôn. Nè, nè. Rồi quất luôn. Ủa ơi. Quất luôn hả? Hai cái. Bụi tre ngon quá, hai cái chứ quất cho anh ta. Đường đi mới chắc luôn cái này. Nó ăn cho mẹ ăn. Rồi, đây cái nữa, chụp bước luôn. Hai cái. Mua sữa hòa, mua xài cô bác ơi. Hai gặp nhau. Mua đồ cổ, mua hải má, không bóng mình. Cá. Mua giấy mình hả? Mua vỏ ốc, mua điện thoại hư Samsung ốc. Để ai đặt lên nữa ta. Chụp bước luôn rồi. Hai gặp nhỏ chụp bước 6 thôi. Ba cái. Cái đen này nó không muốn bắt lính thôi ông ơi. Lính vậy nó chơi nó thơm quá. Để cho Lý Thông bắt lính này hết quá. Đây. Không? Đó. Rồi. Yeah. Rồi. Tơ. Tơ một tơ lớn. Con to này ngon rồi. Con này gần già rồi. Con này trưởng thành rồi. 400 gram. Một cái này chút quất rồi. Nó đi bụi. Hang dài xuống. Đó là nhổ lông đi sức qua cầu. Cái đường ngon quá. Để cho hai cái. Cái sập mà không dính. Rồi con chuột cơm. Lê Thông không dính nè, khoai lang nè, ốc nè. Chuột cơm nè.
Vô ăn khoai lang xử ốc hết trơn à. À, nó ăn khoai lang kìa. Món mới à? Món mới, món mới. Mình có ai đặt lập gắn lập liền. Hai cái con. Mới được con còn cúng à. Lụm bên con cái này nè. Đúng không? Lụm xè. Đó, khù khù khù. Ô tao. Con tơ hả? Tơ nhỏ rồi. À. Ôi con tơ này lên được cơm. Anh ăn khoai lang chưa nè? Ngọc không? Con nè. Bánh lụm nữa hả? Ăn con nè. Bày nó đừng ngon lắm lứt nè. Dạ không? Tơ luôn. Tơ bự không? Được, tơ này cũng tạm nổi. Ừ. Ờ, tơ đó lụm được rồi. Ờ, tơ này ngon rồi. Tơ này tăng cơm. Con tơ này hơi nhỏ nè. Không gần bắt tơ nhiều á. Ừ. Được, được. À, có tương lai, có tương lai. Có tương lai. Ăn cơm. Dạ. Rua. Cái há họng cái hả? Cái này sập không biết con gì đâu. Sập không? Sập sập không biết con gì. Ở đây nó có phai mì gì vậy không? Nó chê phai lang rồi nè. Trời ơi, nó chục cơm. Cơm nữa hả? Cơm, cơm. Cái này nó quậy ổn cái này nè. Trời ơi. Rồi kế là chú anh Thà vô. Có thấy chục cơm không? Anh Thà là chú chạy vô. Thà là chú. Trốn nấp rồi. Trốn. Quậy ổn luôn. Chơi. Chơi bậy ổ. Đi vô gặp bậy ổ. Thôi mì nó không chịu vào. Hai cống nhung mà là chụp cơm vô trời. Để lộn đường gì rồi. Chạy sớm. Nghe khù quá vậy. Phải không biết. Có rồi. Một cái trước quá rồi nè. Đó, nghe khù quá kìa. Ừ. Có bên này nè. Hai cái dính cái nha mà. Ăn đầu mà đừng nào phản. Bự luôn. Bự hơn chuột nãy. Già không? Già. Ngon. Ôi. Được con cũng già. Con này cho ăn màu thập cẩm mà nó vô quá. Ốc khoai lang. Được ha. Thấy kiếm già. Được hai con này là ngon rồi. Ngon cơm à. Cái hai con cái đó rồi. Bự ơi, chuột mày già rồi. Già. Già. Xù lông luôn. Còn hai cái nữa. Cái. Buồn ghê. Chị con. Con cơm hết không? Con tơ. Ồ. Một tí tí. Con thả. Con thả. Nội á. Thú quá ha. Quay luôn. Quá khách miếng Hà Lan chà bá ăn ngủ được. Rồi, ăn miếng chuột này ngon à.
ăn khoai lang nữa nó ngọt. Khoai lang ốc quét luôn ba bốn cái rồi, còn mấy cái thăm thằng này chắc quá các bạn ơi, hết luôn rồi, dính được 5 con cống, 5 cống mà trong đó 3 con tơ với 20 con, 2 cơm nữa, 20 cơm. Ốc mua điện thoại hư Samsung ốc bộ đời mới 100.000 một cái, mua laptop mua 3 con cống ăn được, còn 2 con cống kia thả. Hai con tơ quá nhỏ với 2 con chục cơm cắp cơm chuẩn gỏi được. Lọc vỏ ơi, anh em về tới nhà nha các bạn, thành quả hôm nay hơi bị thất rồi, màu khoai lang nha, mấy ảnh không chịu ăn rồi, mấy anh tơ luôn rồi. Con già một mà còn nhiều, 4 con tơ, 4 con, 2 con tơ lớn với 2 con tơ nhỏ, 20 cơm. Thả con tơ nó quậy banh thì thả nó vô nồi luôn. Cái con này mằng lột da hết, hấp cơm trộn gỏi lớp chuối. Đấy, này chút nữa mình làm món gỏi nha bạn, gỏi lớp chuối nha, mình hấp cơm trộn gỏi thôi. Món nó cũng lâu rồi không ăn, tính cống lớn lớn rồi, vài con nướng nồi rồi, không có đủ nướng nồi thôi. Giờ lột da hấp cơm trộn gỏi. Sẵn làm 20 cơm luôn. Hết luôn. Đây, mấy anh chục mấy anh em mới làm xong hết nha các bạn. Giờ mình bỏ vô hấp cơm. Cơm thì mình nấu cơm vẫn bình thường nha các bạn. Rồi chuột mình để cho mình hấp thủy nè. Cái hơi cơm nó sôi nó bốc lên, nhỏ lên. Đây. Cơm gạo mình nấu bình thường ở dưới này nha các bạn. Rồi, chuột mình hấp cơm thì mình lột da nha các bạn. Lột da cái mình chắc ở trên nè. Cơm chín thì chuột chín. Bếp bên đây bà hồi tới bà hồi không. Tới một chuyện nữa rồi. Tết là bếp cũng đòi tiền nữa. Cũng như cũng tiền. Bà bếp mới ha. Rồi ok. 15 phút sau. Rồi chín ra chín. Bây giờ anh em này sẽ sắc bắp chuối nha bạn. Cái chuột này hơi chín cho mình xé ra. Trộn với bắp chuối. Trộn gỏi bắp chuối. Chuẩn bị sắc bắp chuối nha các bạn. Mình nặn chanh vô thau nước, mình sắc mình bỏ vô. Chanh này cũng sau nhà trồng luôn các bạn ơi. Không được nhiều nước mấy. Chưa được già không? Chanh này thơm. Chưa có già. Đó, mình sắc bắp chuối, mình nặn chanh vô nước xong cái mình sắc bắp chuối rồi bỏ vô. Cho nó đừng có bị đen thâm các bạn. Có chuột già thì úp nồi, không có chuột già thì hấp cơm trộn gỏi ha. Để nào nghiên cứu chế thêm cái món chuột mới mới nè. Độc lạ rồi. Ăn vô ngồi cười không mới ghê. Nghe thằng cười mà. Ăn vô mà cắt cùm nó no luôn. Đây, xong nha các bạn. Đây là món
bắp chuối. Bắp chuối trộn gỏi nè. Đây chuột mình hấp cơm chín rồi các bạn. Đây một dĩa chà bá luôn. Dạ, mấy anh em xé rồi trộn vô bắp chuối nha các bạn. Đây 2 4 6 7 con. Có 3 con cống lớn nha các bạn. 2 cống nhỏ và 2 chuột cơm. Dầm thịt nè. Mấy cống lớn mỡ nha. Ừ. 2 cơm thiếu mỡ. Món gà xéo khoai. Rồi. Xong. Thành quả của mấy anh em đi thăm 7 chuột. Về được 7 con. Làm một dĩa chà bá luôn. Này kêu mà gà đồng nha các bạn. Gà đồng. Món gà đồng trộn gỏi bắp chuối. Chưa mấy anh em làm một hai lon bia giải khát nha các bạn. Mấy món này mà không có bia thì chịu không nổi. Không nhâm nhi chịu nổi à. Chung là đặt mấy anh em đặt bằng mồi khoai lang với ốc rồi. Chung là cái này đặt vòng vòng ở đây ít lại các bạn ơi. Hiếm thôi. Phải đổi hướng mới được. Đổi hướng xa xa. Chuột lớn không kịp. Bắt dính chuột to không à. Chuột lớn bắt hết rồi. Ấy cô đen ghét rồi, không muốn bắt lính của nó. Để thả dưỡng lại chứ. Để lấy thông bắt không à. Lâu lâu đi về lần hốt nó muốn chọn ổ kêu sao còn. Này có món gà đồng. Nên mời Dượng qua ăn với mấy anh em nha các bạn. Ổng mới mổ mắt nữa cho nên đeo kiến dòm thấy ngầu không. Hai con nữa. Mà cái trước đó là không thấy đường đi, cái sau đó nó đã kiến vô là thấy đường rõ rồi. Ai vô. Đây vô. Rồi buổi trưa mấy Dượng cháu làm vài lon nha các bạn. Dượng hiểu không được rồi. Mời Dượng qua cho mấy đứa thưởng thức ăn món chuột hấp cơm trộn gỏi thôi. Đùi chà bá luôn. Rồi, mấy anh em mình vô đi. Vô chưa làm lon nghe cho mát mát nha các bạn. Rồi, xin mời cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn. Mát, mát. Mát, mát. Bự, bự thì ấp nồi, nhỏ thì có món khác nha. Gỏi với này nhất chừng. Rồi anh phải hấp miếng chờ lại cô đen đi. Mới uống thuốc rồi. Uống thuốc thì uống rượu vô rồi rượu thuốc. Gãy ho đi số mũi rồi. Anh ngưng lại ăn bữa. Thông cũng xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. Ăn nghỉ mời luôn. Nghỉ mời. Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng món chuột cống nhum hấp cơm trộn gỏi nha. Ăn thịt đệ tử mê quá nghe nói quên rồi. Quên rồi luôn. Mập quá chứ. Mập. Mỡ. Mặn mỡ không ha. Mặn cái chuột quá. Dạ. Đặt đường mòn dưới hang láng cóc không đó. Sao nó không đi. Ở dùng khác rồi. Chuyển hướng mà được. Chính chỗ mới mới rồi đó. Ở đây là bắt ghét rồi, đẻ không kịp luôn. Chỉ là tháng đẻ ăn lần nữa hả? Ừ. Tháng đẻ ăn bầy, tháng đẻ ăn bầy đó. Bầy em bầy 8 cái con luôn, cái loại. Bắt lần 7-8 con, chục con, 7-8 con, chục con, mười mấy con, cứ làm hoài. Nói chung hả, mình bắt không đâu. Nhiều biết người, bắt nhóc, người bắt hết. Chuột anh... này nếu mà bắt được mà hết thì đã hết lâu rồi. Đâu có ai bán thuốc làm gì à? Vô, sư phụ không vô tao mày. Vô. Rồi, xin mời các bạn nha. Bữa nay ngồi làm gà đồng đi. Gà đồng. Gà vừa nghỉ làm mày giờ làm gà đồng. Này ngồi ăn nhung mà gì không được yếu mà. Này ngồi thưởng thức. Hãy
nhóc trên vậy đó, không vô nữa. Ăn cũng còn mới nhá. Ăn mới mà cái này quán không, nó nhát. Người bắt kiếp rồi nó nhát á. Mày ăn không chắc? Mày có ăn đâu rồi mày. Chắc. Qua đây nè, qua đây cho thử cục qua ăn không? Thử thử có ăn không? Có ăn không? Không ăn không? Có con gấu. Không ăn. Có thằng nhỏ á. Gấu con bùa. À, cho cục xương rồi ta. Không ăn không? Có thịt chắc nó ăn không? Không ăn, thử thử không à. Này nè, ấp nồi nướng á. Mai ra nó ăn. Thơm thơm á, chịu cháy thơm thơm á. Mấy lần nướng chắc nó cũng không ăn. Nướng thơm thơm bán mùi chuột rồi nè. Đi con. Chiều, cho đang quay chút cho gọi cho. Giờ tới giờ tôi đẻ. Đẻ rồi, đẻ đâu sao á. Gà bông. Hai con nằm trong đó hả? Hai con nằm trong đó, con trắng nó đẻ bảnh á. Con trắng hay con đen? Trắng. Con đen đẻ đâu hả? Đen đẻ đâu rồi, cái mặt đẻ rồi. Hai con đẻ đó, đẻ con chuồng á. Con trắng đẻ bảnh á. Hiện tại con trắng đang đẻ nè, lên đẻ rồi. Hồi nãy thấy là nhẹ ổ rồi đó, mà trong đó có hai trứng sẵn nè. Mấy con này nở rồi, nở mấy con rồi. Con trắng đó là đúng ra bữa nay nó 6 trứng 7 trứng. Nó đã chết dạ. Chết hai con á. Tôi nhìn thấy có con một á. Tại dạ. Hai trứng đó tôi thấy lâu rồi. Gà đẻ hàng ngày chứ. Lâu không? Nín giỏi lắm ngày mà cái đâu nín qua mấy ngày. Tại đẻ rồi hai trứng anh mới thấy. Tới bữa nay không còn hai trứng. Đẻ hay đẻ liên tiếp. Thì bữa nay đúng 6 trứng. 4 ngày, có 4 ngày. 4 ngày 6 trứng, nó đúng rồi. Bởi vì trước nó đẻ 2 trứng rồi. Dạ. Ừ. Thằng thân bắt cái cầu rồi đó. Cầu hay không không? Ừ. Chơi 4 cái cột, chả bá lửa. Đang đục, đang đẻo, nó thêm vô. Cầu xi măng hay bắt? Cầu xi măng đưa xe lớn qua luôn á. Rồi, anh em cũng mới làm xong dĩa chuột xương xương dài lon buổi trưa nha các bạn. Thì cũng vừa kèo rồi. Thì thôi, chuyến đi đặt bẫy chuột của mấy anh em. Thành quả về được 7 con, mấy anh em làm món làm xương xương nha các bạn. Thì video đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ đang chuẩn bị đi đặt thêm nữa các bạn. Kiếm cái vùng mới đặt chỗ nào có nhiều nhiều.